rạng vỡ đúng không? Hôm nay thì em hát là trái tim bên lề. Thật ra là em có bao nhiêu trái tim để em quăng vòng vòng vậy anh? Dạ, đâu có nhiều đâu. Vậy là một người này rất là đa tình nha. Có một trái tim mà nó có nhiều nữa. Thì cảm ơn em. Chắc là và hồi nãy giờ thì thấy quý vị cũng thấy là trên sàn nhảy này á, chỉ là mấy cô ca sĩ mặc đồ rất là sexy và cùng những giọng ca nam rất hay, trên quý vị chỉ pay attention tới ca sĩ thôi. Nhưng mà mấy quý vị nên luôn đi rằng á, ca sĩ mà tăng thêm cái phần hát hay hay không là nhờ ban nhạc. Và đây xin mời quý vị một tràng bắt tay thật là lớn cho ban nhạc The Main Sài Gòn. Và sau đây công an xin được giới thiệu tới thành phần của trong ban nhạc The Main Sài Gòn. Từ phía bên tay trái của Cẩm Vân thì quý vị thấy là tay bass Huy Cường. Xin mời chàng hoa tay thật lớn cho Huy Cường. Yeah. Và anh đứng bên tay phải của Vân đó là Huy Hoàng. Và quý vị cũng biết là trong âm nhạc mấy anh này đứng ở bên ngoài á, thì quý vị có thể thấy mặt hay là thấy tướng tá đẹp trai hay không, đúng không? Nhưng mà có một anh á, lúc nào cũng ngồi người sau lưng, không những bị mấy cái trống che mà còn bị mấy ca sĩ đứng che nữa. Đó là tay trống đâu đâu.